chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Nhật ký văn hóa giải trí trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Chúng ta vừa trải qua một tuần lễ thật đặc biệt phải không thưa quý vị? Hy vọng tất cả quý khán giả gần xa của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An ai ai cũng đã chu đón một cái Tết thật đầm ấm, đầy tình yêu thương bên gia đình và người thân. Và cũng hy vọng rằng những ngày sum họp thật ấm áp đã qua sẽ là nguồn năng lượng mới để chúng ta lại khởi đầu cho một năm mới với những ước mơ và dự định mới. Trở lại với chương trình, mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức nổi bật trước khi theo dõi nội dung chi tiết. Về Tiền Giang, trải nghiệm không gian văn hóa chùa cổ, gửi gắm những ước vọng bình an trong dịp đầu xuân. Giữa không gian rộn ràng sắc hoa và tưng bừng năm mới, lễ hội khèn hoa và hội xuân mở cổng trời Phan Xi Păng đã chính thức khai mạc. Năm chuột cùng điểm lại những cống hiến trong khoa học của loài chuột, nội dung có trong một tiêu điểm tuần này. Xin được mở đầu chương trình bằng một thông tin từ thủ đô Hà Nội. Thưa quý vị, phố sách Xuân Canh Tí 2020 tại Hà Nội đã được khai mạc từ ngày mùng 3 Tết vừa qua với nhiều hoạt động đặc sắc. Hoạt động này nhằm duy trì nét văn hóa đọc của người dân thủ đô và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng. Đây là năm thứ năm liên tiếp phố sách Xuân được khai mạc vào dịp Tết Nguyên Đán. Rất nhiều gia đình đã coi đây là điểm đến yêu thích trong những ngày đầu xuân năm mới. Hiện nay thì thời đại công nghệ thông tin, các con suốt ngày chỉ quan tâm đến máy tính, rồi điện thoại, rồi các trò chơi điện tử. Do vậy là nhân dịp cái khai trương phố sách thì mình cho các con đến để các con có một cái trải nghiệm, hướng các con đến cái việc là quan tâm đọc sách nhiều hơn để nâng cao những cái kiến thức. Bên cạnh hoạt động trưng bày giới thiệu sách, tại phố sách Xuân Canh Tí sẽ diễn ra các cuộc giao lưu tọa đàm về sách và văn hóa đọc, các chương trình biểu diễn và nói chuyện về thư pháp, giới thiệu không gian báo Tết, trưng bày tranh dân gian và các chương trình nghệ thuật truyền thống. Chúng tôi mong muốn đây cũng là một điểm giao lưu được gặp gỡ giữa những nhà xuất bản, những độc giả và cũng như là những người yêu sách và yêu văn hóa cũng sẽ đến đây được gặp gỡ trong phố sách Hà Nội trong những ngày đầu xuân. Năm nay phố sách mình thấy trang trí rất là đẹp hơn. Đầu sách thì cũng rất nhiều các thể loại sách khác nhau và từ cho rất phù hợp cho mọi lứa tuổi, từ người lớn đến trẻ em. Với hình ảnh trang trí ấn tượng mang đậm không khí mùa xuân, ban tổ chức hy vọng phố sách Xuân Canh Tí tại phố 19/12 quận Hoàn Kiếm, Hà Nội sẽ diễn ra đến hết ngày 3 tháng 2, tức ngày mùng 10 tháng Giêng. Ngày mùng 6 tháng 1 âm lịch vừa qua, chùa Hương đã chính thức khai hội, nhưng trước đó du khách từ các nơi trong cả nước đã về đây trải hội. Năm nay, lượng khách không tăng đột biến so với những năm trước, nên không xảy ra tình trạng ùn tắc tại khu vực Bến Đò, quần thể di tích. Tuy nhiên, những hình ảnh không đẹp vẫn xuất hiện. Trong 3 ngày, từ mùng 3 đến mùng 5 Tết, di tích chùa Hương đã đón hơn 10 vạn lượt khách tham quan. Năm nay, công tác tổ chức lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực. Vấn đề vệ sinh môi trường và an toàn trật tự tại các tuyến đường được đảm bảo. Nói chung là đầu năm như thấy hội đi như thế này là quá vui vẻ và đông. Thậm chí mới đầu năm như còn đông hơn cả cái đầu năm của năm ngoái. Mà nói chung về là về vệ sinh thấy sạch sẽ, an ninh trật tự là được. Năm nay thực ra mà tôi đi chùa Hương 20 năm nay liên tục rồi. Nhưng mà càng ngày càng thấy coi như là phương thức tổ chức các thứ ở đây là nó càng có ngày hàng ngày càng cải thiện hơn. Tuy nhiên, trong thời gian ngồi đi từ Bến Đò vào chùa Hương, nhiều du khách thập phương tổ chức chơi bài, ăn tiền ngay trên thuyền. Vẫn như mọi năm, tình trạng du khách đi thuyền trên suối Yến không được bố trí phao cứu hộ vẫn diễn ra khá phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy. Đi như này là mình thấy 100% là đều không có phao. Em thấy là cái vấn đề thì mình nên quản lý chặt hơn một tí nữa thì nó sẽ an toàn hơn cho mọi người. Lễ hội chùa Hương năm 2020 với chủ đề Lễ hội kỷ cương văn minh du lịch với tâm thế hướng tới mục tiêu bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, thúc đẩy giáo dục truyền thống, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 27 tháng 1, tức sáng mùng 3 Tết Nguyên Đán, tại thôn Thanh Hoa, xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra lễ hội xuống đồng Xuân Canh Tí 2020 với chủ đề xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh với sự tham gia của đông đảo người dân địa phương và du khách các vùng lân cận.
Đây là lễ hội tiêu biểu của thị xã Phổ Yên mang đậm bản sắc văn minh lúa nước và mở đầu cho các lễ hội trong dịp đầu năm mới tại tỉnh Thái Nguyên. Thông qua lễ hội, tỉnh Thái Nguyên và thị xã Phổ Yên mong muốn sẽ góp phần cổ vũ, động viên bà con nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Trong năm qua, ngành nông nghiệp Phổ Yên đã đạt tổng sản lượng lương thực trên 59.000 tấn, đạt trên 107% kế hoạch đề ra, giá trị sản xuất trên 1 hectare đất trồng trọt đạt 105,6 triệu đồng. Huyện cũng thực hiện hỗ trợ trên 7,7 tỷ đồng cho phát triển sản xuất nông nghiệp. Nhân dịp này, thị xã Phổ Yên đã tổ chức Tết trồng cây. Những ngày đầu xuân Canh Tí 2020, đông đảo du khách cũng đã đổ về đền Trần Nam Định để cầu bình an may mắn cho gia đình và người thân. Mọi người tới đây không chỉ để du xuân trong những ngày đầu năm mà còn là để nhớ về cội nguồn của dân tộc. Thời tiết tại thành phố Nam Định ngày mùng 3 Tết rất đẹp nên có rất đông du khách từ khắp nơi đến đền Trần để du xuân thưởng ngoạn. Không chỉ viếng đền, dân sở cầu xin bình an, xin lộc đầu năm. Khách thập phương đến với đền Trần cũng là dịp để nhớ về lịch sử của dân tộc của vương triều nhà Trần với 3 lần đánh thắng giặc Nguyên Mông. Một không khí ở đây thì rất là vui vẻ, mọi người hồ hởi đầu năm xuân mới, ai cũng muốn là được đến lễ thánh và cầu mong cho bản thân mình và gia đình nhà mình cùng với tất cả bà con nhà mình được mạnh khỏe, được an khang thịnh vượng. Năm nay do thời điểm diễn ra lễ khai ấn đền Trần vào dịp cuối tuần nên dự báo lượng khách về dự sẽ tăng so với mọi năm. Vì vậy, ban tổ chức lễ hội sẽ tiếp tục duy trì gần 20 camera an ninh nhằm giám sát xử lý các hành vi vi phạm, thành lập nhiều đoàn liên ngành kiểm tra công tác vệ sinh thực phẩm, tăng cường lực lượng an ninh để xử lý nạn trộm cắp an sinh. Ban tổ chức cũng đã thành lập một đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ và giá cả các hàng hóa dịch vụ tại khu vực lễ hội, tập trung vào kiểm tra việc thu phí trông coi phương tiện, rồi xử lý tình trạng bán hàng rong, xe ôm, đổi tiền lẻ, hưởng chênh lệch, các hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc tại khu vực lễ hội. Lễ hội đền Trần năm nay được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 16 tháng Giêng. Lễ khai ấn được tổ chức trang trọng theo nghi thức truyền thống, diễn ra vào lúc 23 giờ 15 phút đêm 14 rạng sáng 15 tháng Giêng. Trong đó có nghi thức rước kiệu ấn từ đền Cố Trạch thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo sang đền Thiên Trường. Từ 5 giờ sáng ngày 15 tháng Giêng, tổ chức phát ấn cho nhân dân và du khách thập phương tại ba nhà giải chủ, nhà trưng bày, đền Trùng Hoa. Thưa quý vị và các bạn, giữa không gian rộn ràng sắc hoa và tưng bừng năm mới, lễ hội Khèn Hoa và hội xuân mở cổng trời Phan Xipang đã chính thức khai mạc tại khu du lịch Sơn Quốc Phan Xipang Legend, Sapa, Lào Cai, mở đầu mùa du xuân bái Phật cầu an. Lấy cảm hứng từ nền văn hóa đầy màu sắc của đồng bào vùng cao mỗi dịp xuân về, giữa không gian mênh mang mây núi, lễ hội Khèn Hoa và hội xuân mở cổng trời Phan Xipang tạo dựng nên một Tây Bắc Thu nhỏ ngay tại Phan Xipang để du khách thỏa sức trải nghiệm và tận hưởng những gì tinh túy nhất của vùng cao dịp Tết đến, để Phật tử bốn phương chiêm bái cầu an, nhận về đức tin và tràn đầy hy vọng cho năm mới. Lễ hội năm nay được tổ chức với quy mô lớn hơn, không gian trang hoàng lộng lẫy hơn với rất nhiều các hoạt động văn hóa truyền thống vùng Tây Bắc. Trải nghiệm không gian lễ hội, du khách sẽ được tham dự các trò chơi dân gian, các hoạt động văn hóa văn nghệ đặc trưng địa phương và thưởng thức những món ẩm thực mang phong vị đặc trưng của vùng núi rừng Tây Bắc. Với nỗ lực và sự đầu tư tâm huyết để gìn giữ, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Sun World Phan Xipang Legend, chúng tôi kỳ vọng lễ hội mùa xuân năm nay sẽ mang đến cho quý vị một chuyến du hành đầu năm thật là ý nghĩa khi được thưởng ngoạn thiên nhiên hùng vĩ, tham dự nhiều hoạt động văn hóa đặc trưng Tây Bắc và chiêm bái nguyện cầu một năm bình an, may mắn cho bản thân và gia đình. Tôi năm nào gia đình tôi đi khoảng 2-3 lần thì đấy để lên đây. Thứ nhất là đó là không khí nó mát mẻ. Thứ hai đầu năm là đi vừa đi du lịch tâm linh, thứ hai là để cho vợ con đi chơi. Cũng trong ngày đầu năm mới tham gia lễ khai hội, du khách lên đỉnh Phan Xipang đã được chiêm ngưỡng khung cảnh băng tuyết phủ trắng nóc nhà Đông Dương. Rất nhiều du khách đã phấn khích chụp ảnh check-in và ghi lại những khoảnh khắc kỳ thú hiếm gặp này. Hội xuân mở cổng trời năm nay sẽ kéo dài đến hết ngày 27 tháng 3 với những hoạt động tâm linh kết hợp văn hóa đặc sắc như trống hội tâm linh, múa Quan Thế Âm Bồ Tát, phát ấn cầu an. Xuân về phương Nam, quý vị và các bạn thân mến, Tiền Giang là tỉnh có nhiều địa danh du lịch nổi tiếng trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong đó các sản phẩm du lịch di sản văn hóa, đặc biệt
là các ngôi chùa cổ là một trong những lợi thế của tỉnh để tạo điểm nhấn riêng, góp phần phát triển du lịch. Nằm trên đường Nguyễn Trung Trực, thành phố Mỹ Tho, chùa Vĩnh Tràng, ngôi chùa lớn nhất tỉnh Tiền Giang, từ lâu nay được coi là ngôi chùa có kiến trúc độc đáo nổi tiếng bậc nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long, lối kiến trúc kết hợp giữa kiến trúc phương Đông và phương Tây hài hòa trong từng đường nét chạm khắc của ngôi chùa, hình thành từ đầu thế kỷ thứ 19, khiến khách tham quan không khỏi ngỡ ngàng. Khách nước ngoài còn bị cuốn hút bởi nghệ thuật trang trí ghép mảnh sành sứ nơi đây. Kiến trúc chùa rất đẹp, chạm khắc tinh xảo. Tôi đặc biệt ấn tượng với khuôn chiên nhiều hoa và cây cảnh, ao hồ, giống như các cảnh quan miền Tây sông nước. Dịp Tết thì chúng tôi uống rượu để chúc mừng năm mới, còn ở đây thì họ đi chùa. Chùa đông vui, nhộn nhịp, trong và ngoài đền đều sạch đẹp, tôi rất thích không khí này. Dù có sự kết hợp của kiến trúc châu Âu, nhưng chùa Vĩnh Tràng vẫn giữ được nét cổ kính Á Đông với những cây cột cái đeo long trụ, có chạm khắc chim phượng trên đầu rồng. Cùng với hệ thống hơn 60 tượng Phật đúc bằng đồng, gỗ, đất nung, xi măng, cốt thép được đặt khắp khuôn viên chùa. Thưa quý vị các bạn, chùa Vĩnh Tràng là điểm đến thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước tới tham quan vãn cảnh ở tỉnh Tiền Giang, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán. Thế nhưng trong dịp Tết cổ truyền thì vùng đất Tiền Giang còn nhiều cảnh chùa để khách thập phương có thể đến du xuân. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi đến tham quan tại chùa Sắc Tứ Linh Thiếu, xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành. Từng được vua Gia Long ban sắc, chùa Sắc Tứ Linh Thiếu hiện còn lưu giữ nhiều cổ vật, kinh văn, sắc phong. Trải qua gần 300 năm, những giá trị nghệ thuật cùng với các triết lý tín ngưỡng của chùa được các bậc tiền nhân sáng tạo, giữ gìn, khiến nơi đây trở thành bảo tàng văn hóa thu hút khách thập phương. Ở đây là có cái tiền nối của vua Gia Long vào đây ở đây. Thành ra mình cũng phải giữ cho nét cho kỹ, chứ không có đổi thay đổi gì được. Ở chùa thì mình trông cho chùa mình nó yên ổn là một, thứ hai là vì nó cũng đâu ra đó đàng hoàng, cho nên người ta tới là người ta biết là cái chùa vẫn là đàng hoàng hết, ta vui. Chùa cổ cùng với các di tích lịch sử văn hóa đã góp phần giúp du lịch Tiền Giang ngày càng được biết đến như một bức tranh nhiều sắc màu của vùng đất chính rồng. Trải nghiệm không gian văn hóa tại chùa cổ, du khách không chỉ ngắm kiến trúc độc đáo mà còn được dịp gửi gắm những ước vọng bình an, trải lòng mình trong không gian yên bình, nhất là trong dịp đầu xuân. Chúng tôi đã triển khai cái công tác phối hợp với địa phương là công tác kiểm tra và quan tâm tới cái vấn đề vệ sinh về môi trường, an ninh trật tự tại các điểm đến, nhằm hỗ trợ cùng đồng hành cùng các cái hộ dân và các cái doanh nghiệp ở tại điểm đến, nhằm nâng cao cái chất lượng điểm đến để đáp ứng cái nhu cầu cho khách du lịch trong cái xuân của năm 2020. Đầu năm chu xuân trên các nẻo đường miền Tây sông nước, giếng cảnh chùa, cầu chúc đất nước thanh bình, mưa gió thuận hòa, mùa màng tốt tươi, mang đến yên vui cho mọi người, mọi nhà. Thưa quý vị và các bạn, 2020 là năm bắt đầu một thập kỷ mới theo dương lịch và năm bắt đầu chu kỳ 12 con giáp mới theo âm lịch. Chuột đứng đầu 12 con giáp và vì vậy 2020 sẽ là năm chuột, năm Canh Tý. Năm chuột, chúng ta cùng điểm lại một số những cống hiến trong khoa học của loài chuột để mỗi người không chỉ nhìn thấy những mặt trái và một loài gặm nhấm mà còn có những lợi ích rất lớn của loài chuột mang lại cho chúng ta. Thử nhiệt độ, thử mức độ giảm đau, những thí nghiệm thực tế được sinh viên khoa dược lý trường Đại học Y Hà Nội thực hiện trên chuột bạch. Những giờ thực hành thí nghiệm như thế này giúp sinh viên hiểu rõ bản chất và có kết luận sát thực nhất về những lý thuyết mà mình được học. Thì sinh viên sẽ được trực tiếp thực hiện các cái thủ thuật, các cái thí nghiệm ở trên chuột, và mục đích của các cái thí nghiệm đấy là nhằm thứ nhất là giúp cho các em phân biệt được các cái đường dùng này, rồi là minh họa cho các cái kiến thức về tác dụng, thậm chí là các cái độc tính của thuốc. Không chỉ có khả năng sinh sản nhanh khiến giá thành rẻ, loài chuột có tuổi thọ ngắn, dễ dàng nghiên cứu ở các thế hệ khác nhau. Loài chuột ăn tạp có cùng hơn 90% hệ thống gen với người. Ngoài ra, yếu tố di truyền học, hệ thống sinh học của chuột cũng có chức năng giống như con người. 60 năm bộ môn dược lý được thành lập tại trường Đại học Y Hà Nội là từng ấy năm loài chuột gắn bó với những giờ thực hành và nghiên cứu của khoa. Nhờ đó, rất nhiều loại thuốc được thử nghiệm mức độ an toàn ra đời.
cũng như góp phần đào tạo ra rất nhiều bác sĩ, dược sĩ thạo từ lý thuyết đến thực hành. Đến 80% là chúng tôi sử dụng chuột. Bởi vì là khi chúng tôi minh họa thì nó sẽ dễ dàng hơn và nó rất là hiệu quả. Ví dụ như là khi chúng tôi chọn hai cái đường dùng khác nhau, ví dụ là đường tiêm tĩnh mạch hoặc là đường uống với một cái thuốc nào đó chúng tôi làm trên chuột và sẽ thấy cái hiệu quả rất là khác nhau. Chuột là một cái giống rất là thông minh. Ví dụ như các cái thí nghiệm làm ở mô này, rất nhiều các cái thí nghiệm. Nếu mà làm mà lặp lại là con chuột nó sẽ nhớ. Nó sẽ nhớ và gần như thí nghiệm nó không còn chính xác nữa, cho nên có cái độ nhớ. Không chỉ là động vật dùng để nghiên cứu lâm sàng tác dụng của các loại thuốc, chính loài chuột cũng là chế phẩm để tạo ra các loại thuốc. Kể từ khi xuất hiện ở Nhật Bản vào những năm 1870, viêm não Nhật Bản đã lan rộng khắp châu Á. Khoảng những năm 1980, viêm não Nhật Bản rất trầm trọng tại Việt Nam. Năm 1989, Việt Nam đã tiếp nhận công nghệ sản xuất vaccine viêm não Nhật Bản bất hoạt tinh khiết từ não chuột. Cái vaccine virus viêm não Nhật Bản thì nó lại rất thích ứng với cái trên não, tế bào não của con chuột bạch này. Sau đó, nhà khoa học sẽ chọn cái loài chuột này để làm nguyên liệu sản xuất cho vaccine. Những chú chuột được chăm sóc và kiểm tra kỹ lưỡng về sức khỏe để tạo ra những liều vaccine giúp cứu hàng triệu đứa trẻ thoát khỏi căn bệnh viêm não. Dù muốn dù không thì loài chuột vẫn cứ hiện diện cùng với loài người như đã tồn tại bao đời nay. Và ở góc độ nào đó, con người chúng ta vẫn cần chuột để phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu khoa học. Chương trình Nhật ký Văn hóa giải trí tuần này cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi qua 15 phút của chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau được phát sóng vào lúc 10 giờ 15 phút ngày thứ Bảy, 8 tháng 2 năm 2020.